Nam Mô A Di Đà Phật. Nhâu Hoài Thương xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị em và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong kênh YouTube này của Hoài Thương. Bữa nay có thể nói là một ngày rất là đặc biệt, đó chính là ngày 28 tháng 8 năm Tân Sửu, cũng là ngày mà anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tức là một vị hy sinh vì tổ quốc và cũng như vừa tròn đạo hiếu với người mẹ của mình, có thể nói là trung hiếu vẹn toàn. Và hôm nay là ngày lễ giỗ của ngài. Nhưng mà trong cái ngày lễ giỗ hôm nay thì vì dịch bệnh Covid-19 cho nên đó là các hoạt động về lễ giỗ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là quan thượng đẳng đại thần đó, thì hôm nay là không được tổ chức giống như hàng năm. Chỉ có tổ chức là phần lễ, chứ phần hội là không có tổ chức, thì chỉ trong nội bộ mà thôi. Nhưng hôm nay một thì ở trên một cái đám mây ở trên trời thì có thấy một cái hình dáng đám mây này rất là đẹp. Thì thấy hình giống như là mình có người ta nói đó nghe quý vị. Giống như cái này thì giống như là mỗi người có một suy nghĩ khác nhau mà. Thì người ta nói là giống như là một rồng bạch long đó, tức là rồng trắng. Thì cái này thì những cái này thì giống như ta mường tượng như nào ta nói vậy thôi ha, chứ không có phải là cái gì cả. Thì vào một cái ngày bữa nay nữa, cũng là một cái ngày mà có thể nói là lễ giỗ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Nhưng mà bây giờ thì vào tối thì mưa và sấm chớp rất là dữ dội đó. Trời mưa và cũng như sấm chớp rất là dữ dội, gần nửa đêm luôn mọi người, tức là gần nửa đêm thì trời mưa mới sấm chớp. Thì Hoài Thương thì ở có thể nói là quay được cái video này cũng gần nửa đêm, vì vậy cũng gắng thức để mà quay cho mọi người chúng ta cùng xem. Trời sấm chớp rất là nhiều đó. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô A Di Đà
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A